Khi nào nên bổ sung men tiêu hóa cho thú cưng? Đầu tiên là chúng ta nên hiểu biết một chút về men tiêu hóa. Thì giống như ở người thì chó cũng có một cái hệ vi sinh ở trong tiêu hóa để mà giúp cho bé khỏe mạnh hơn. Thì men tiêu hóa mình bổ sung hàng ngày cho bé thì cái sức khỏe của bé nó sẽ tốt hơn. Nhưng ở những cái trường hợp đặc biệt sau thì nhất định phải bổ sung men tiêu hóa nha. Trường hợp đầu tiên là khi bé có dấu hiệu bị rối loạn tiêu hóa như là ói nè, bỏ ăn nè và tiêu chảy, thì mình nên bổ sung gấp để mà cải thiện cái tiêu hóa của bé nhanh chóng nha. Trường hợp thứ hai là sau khi bé được điều trị kháng sinh bởi một cái bệnh nào đó, thì sau đó mình bổ sung men tiêu hóa để cái tiêu hóa của bé tốt hơn, và như vậy thì bé sẽ hồi phục tốt hơn. Trường hợp thứ ba là tài liệu ghi nhận là đối với những bé đang bị căng thẳng stress, giống như là mình vừa chuyển nhà nè, vừa gửi bé ở khách sạn về nè, hay là vừa đi máy bay á, thì tiêu hóa của bé cũng bị ảnh hưởng và chúng ta nên bổ sung ha. Trường hợp thứ tư là đối với những bé mà sức khỏe của nó hay bị bệnh vặt á, bị yếu hoặc là nó đã già rồi thì nên bổ sung men tiêu hóa luôn, thì như vậy sẽ cải thiện sức khỏe của bé rất tốt luôn đó nha. Và mọi người yên tâm, tất cả những thông tin má của Bự đưa ra đều là tài liệu khoa học chính thống. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ kênh của Bự nha. Trong TikTok shop của má Bự có sản phẩm này đó, ghé mua ha.